Đây là chương trình phát thanh tin lành, tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Kính chào quý vị thính giả. Một lần nữa chúng tôi hoan nghênh trân trọng quý vị đã dành thời giờ đón nghe chương trình phát thanh tin lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần. Kể từ chương trình tuần này, chúng tôi kính giới thiệu đến quý vị lần lượt các tiểu sử, các bài thánh ca đã đem đến cho người nghe những sự cảm kích và sự gây dựng rất nhiều. Hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị câu chuyện của bài thánh ca với tựa đề Chúa sẽ lo toan, với những lời đầy yên ủi như sau: giờ bạn gặp gian truân, chớ hoang mang, nhờ Chúa lo liệu châu toàn. Bạn cần dựa nương trong cánh yêu đan, nhờ Chúa lo liệu bảo an. Chúa sẽ luôn luôn lo toan trong mỗi năm ngày qua cả đời này. Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây. Câu chuyện này nói về gia đình của một sư có tên là W. Stillman Martin. Ông cũng là một nhà soạn nhạc. Hôm đó thì ông cùng vợ và cậu con trai được đi đến thăm thành phố New York. Mục sư Martin được mời giảng vào một vài chủ nhật sau đó và ông hứa sẽ đến. Nhưng bà Martin vốn đang nhóm bệnh lại trở nên bệnh nặng vào ngày chủ nhật mà hôm đó ông phải đến giảng. Và ông định gọi điện thoại đến hội thánh bảo rằng ông không thể đến được. Ông định dắt điện thoại lên thì cậu con trai nhỏ của ông nói với ông rằng: ba ơi, ba không nghĩ rằng chú muốn ba giảng hôm nay thì ngài sẽ lo lắng cho má trong khi ba đi vắng sao? Mục sư Martin cảm thấy như mình bị cáo trách và ông quyết định đi giảng. Và cuối bài giảng hôm đó, có nhiều người trở lại tiếp nhận Chúa. Ông trở về với lòng vui mừng vì làm tròn trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho ông. Khi ông về đến nhà, cậu con trai nhỏ đã đón ông tại cửa và đặt vào tay ông một bao thư cũ mà phía sau lưng có ghi lời của bài thánh ca này. Được sự cảm động bởi đức tin đơn sơ của đứa con trai nhỏ mình, ông liền đến cây đàn organ trong phòng và phổ nhạc ngay bài nhạc God Will Take Care of You, trong tiếng Việt dịch là Chúa sẽ lo toan, trong vài phút sau đó. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị và tôi đang bước vào ngưỡng cửa của năm mới. Những ngày tháng mà chúng ta không biết chắc sẽ ra sao, thì nguyện lời thánh ca của hôm nay đem lại cho quý vị sự yên ủi bội phần. Dẫu chúng ta gặp gian truân, xin chớ hoang mang vì Chúa lo liệu cho chúng ta châu toàn. Chúng ta cần dựa nương trong cánh yêu đan của Ngài. Ngài đang lo liệu bảo an cho chúng ta. Vâng, Chúa sẽ luôn luôn lo toan trong mỗi năm ngày qua cả đời này. Ngài lo chu cấp thích đáng. Vâng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây cho chúng ta. Kính mời quý vị cùng đón nghe thánh ca Chúa sẽ lo toan qua sự trình bày của Nguyên Thủy. Yeah.
Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, bài 26. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi thật vui vì có cơ hội chia sẻ với quý vị những nguyên tắc Kinh Thánh dạy nhằm giúp chúng ta xây dựng cho hôn nhân được hạnh phúc bền lâu. Dù chúng ta làm công việc gì, thành công bao nhiêu về mặt kinh tế và có vị trí quan trọng trong xã hội đi nữa, nhưng nếu không có một mái ấm gia đình, một hôn nhân ngọt ngào thì đời sống vẫn thiếu bình an, hạnh phúc. Vì vậy, ước mong rằng những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng tôi chia sẻ với quý vị trong câu chuyện gia đình hàng tuần sẽ đem đến cho quý vị những điều thực tế có thể áp dụng được để gia đình chúng ta được yên vui, tình yêu vợ chồng luôn đậm đà, tươi mới. Như đã thưa trong câu chuyện gia đình kỳ trước, vợ chồng không thể tránh được những lúc làm buồn lòng nhau, bất đồng ý kiến với nhau. Vì vậy, khi chuyện không vui xảy ra, chúng ta cần xử sự tế nhị, như lời Chúa dạy, để hôn nhân không gãy đổ, nhưng ngày càng bền chặt hơn. 6 điều chúng ta cần làm khi vợ chồng có điều bất hòa với nhau là: thứ nhất, dành thì giờ với Chúa, cầu nguyện và lắng nghe Chúa phán dạy. Thứ hai, cố gắng để hiểu và thông cảm người phối ngẫu. Thứ ba, khách quan nhìn lại để thấy những sai sót của chính mình. Thứ tư, tìm cơ hội nói chuyện để giải hòa. Thứ năm, đừng giận cho đến khi mặt trời lặn. Thứ sáu, đặt việc nhận lỗi và tha thứ vào ưu tiên hàng đầu. Kỳ trước, chúng tôi đã trình bày 2 điều đầu tiên. Hôm nay chúng tôi xin được tiếp điều thứ ba, khách quan nhìn vào chính mình. Sau khi cầu nguyện với Chúa, nghe tiếng Chúa phán dạy và suy nghĩ để hiểu và thông cảm người bạn đời, chúng ta cần nhìn vào chính mình qua những sự việc đã xảy ra để hiểu rõ chính mình hơn. Kiểm điểm chính mình cách công tâm và khách quan là điều khó, vì chúng ta thường quá dễ dãi hoặc quá nghiêm khắc với chính mình. Những câu hỏi sau đây sẽ giúp ta thấy rõ chính mình trong chuyện bất hòa với người bạn đời. Tại sao hôm nay tôi khó chịu với vợ, chồng của tôi như vậy? Tại sao mình nói những lời không đẹp? Lý do gì khiến mình phản ứng như vậy? Có khi chúng ta cần hỏi, tại sao mình đem những phiền phức căng thẳng trong sở về nhà làm gì? Chúng ta cần thành thật nhìn vào chính mình để tìm ra nguyên nhân của sự bất hòa giữa vợ chồng. Chúng ta thường nghĩ mình biết rõ chính mình, nhưng thật ra nhiều khi chúng ta không hiểu chính mình. Chúng ta không biết mình muốn gì, cần gì, và lắm khi chúng ta cũng không hiểu tại sao mình nói hay làm những điều khiến người phối ngẫu buồn giận. Chúng ta cần thành thật xét lại chính mình, tìm xem mình đã làm điều gì khiến đưa đến bất hòa giữa vợ chồng. Lúc đó
nan đề mới có thể được giải quyết. Nếu không biết mình có tính tình như thế nào, chúng ta có thể hỏi những người gần với chúng ta, những người bạn thân hay bà con trong gia đình. Vì thường thường người khác thấy rõ chúng ta hơn là chúng ta nhìn thấy chính mình. Tác giả sách Châm Ngôn viết: mưu kế trong lòng người ta như nước sâu, người thông sáng sẽ bốc lấy tại đó. Châm Ngôn chương 20 câu 5. Theo lời Chúa dạy, người thông sáng sẽ nhìn thấy được những điều sâu kín trong lòng người. Vì thế, chúng ta có thể tìm đến một người bạn trưởng thành trong đức tin, khôn ngoan và nhiều kinh nghiệm trong đời sống. Người gần gũi với chúng ta, biết rõ chúng ta và xin người đó chỉ cho chúng ta biết mình có những điểm mạnh nào, điểm yếu nào trong cách nói năng, cư xử với người xung quanh. Người đó có thể giúp chúng ta thấy chính mình để hiểu tại sao chúng ta đã làm, đã nói những điều không đẹp. Tại sao ta hay phản ứng không đúng, không đẹp như thế? Khi biết rõ bản tính và nhu cầu của mình, chúng ta sẽ thấy điều nào tốt, điều nào không tốt trong mối quan hệ giữa ta với người xung quanh, nhất là với người bạn đời, và nhờ Chúa sửa đổi cho tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 bài 26 phần 1. Xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 bài 26 phần 2 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Vào những năm thanh bình ở quê nhà, chúng ta thường được nghe nhiều câu người ta chúc nhau vào dịp Tết Nguyên Đán. Trong những lời chúc đó, có câu khá đặc biệt như sau: chúc ông bà đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái. Đông con là phước, vốn là một quan niệm cứu hữu của người Việt Nam ta. Không biết qua những năm chiến tranh dai dẳng, qua bao nhiêu biến cố dồn dập, quan niệm đông con là phước đã thay đổi phần nào chưa? Dù sao đi nữa, gia đình Việt Nam trung bình vẫn đông con hơn gia đình Tây Phương, và các bậc làm cha mẹ Việt Nam thường vẫn dành cho con cái một mối tình phụ tử và mẫu tử rất đặc biệt. Tình phụ tử và mẫu tử là mối tình thiêng liêng nhất của con người và là một thứ tình yêu bẩm sinh, tức là của Đức Chúa Trời đặt trong lòng người. Dù vậy, tình phụ tử và tình mẫu tử không hoàn toàn giống nhau, vì trong khi tình phụ tử thường có vẻ nghiêm nghị và kín đáo, thì tình mẫu tử lại dịu hiền, gần gũi, dễ bộc lộ hơn. Vào những ngày đầu xuân, khi để lòng hướng về tổ quốc và dân tộc, chúng ta dù già hay trẻ cũng để ít thì giờ suy nghĩ về tình phụ tử và mẫu tử, vì việc nhắc nhở đến mối tình thiêng liêng này là cách chân thành nhất để tưởng nhớ công ơn cha mẹ vậy. Khi suy nghĩ về tình phụ tử và mẫu tử, chúng ta cũng nên liên tưởng đến nguồn gốc của con người mà nghĩ đến mối tình Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Vì Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đã sinh thành mỗi con người chúng ta, và cũng chính Đức Chúa Trời đã đặt mối tình phụ tử và mẫu tử thiêng liêng vào lòng con người. Trong phạm vi hạn hẹp của bài nói chuyện này, chúng tôi xin trình bày vắn tắt hai điểm quan trọng của mối tình Đức Chúa Trời yêu chúng ta như sau. Thứ nhất, tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu đời đời bất biến. Chúng ta đã biết tình phụ tử, mẫu tử là mối tình thiêng liêng nhất của con người.
Nhưng chúng ta không khỏi đau lòng khi thấy rằng đã có lần mối tình thiêng liêng này đã sứt mẻ vì một điều kiện nội tâm và ngoại cảnh. Như trường hợp cha mẹ có đông con đã chia sẻ mối tình phụ tử và ngũ tử cách không đồng đều, làm cho đứa con xấu số, cảm thấy mình bị hất hủi. Trong khi đó, Đức Chúa Trời không bao giờ tây vị ai, không bao giờ có con cưng, con ghét, và với tình yêu của Đức Chúa Trời lúc nào cũng bất biến. Nhất là Đức Chúa Trời đã dành tình yêu của Ngài cho chúng ta ngay khi chúng ta còn chống nghịch, coi thường tình yêu của Ngài. Thánh Kinh chép rằng: Này, ta đã lấy tình yêu đời đời để yêu con, và lấy lòng nhân từ để kéo con đến với ta. Đây là tình yêu đích thực. Không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời trước, nhưng Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta và đã sai phái Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống trần, hy sinh chuộc tội chúng ta. Thứ hai, tình yêu của Đức Chúa Trời vừa là tình phụ tử và tình mẫu tử. Đức Chúa Trời có tình yêu kỳ diệu, gồm cả tình phụ tử lẫn tình mẫu tử. Vì chính Đức Chúa Trời đã đặt tình phụ tử trong lòng người cha và tình mẫu tử trong lòng người mẹ. Ngoài ra, để mô tả mối tình Đức Chúa Trời yêu chúng ta, Thánh Kinh có khi dùng hình ảnh người cha từ ái và cũng có khi dùng hình ảnh bà mẹ hiền. Như câu chuyện Chúa Giê-xu kể về đứa con trai bất hiếu, bất mục đã bỏ nhà ra đi, khi đã biết tỉnh thức trở về thì được cha động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Câu chuyện này đã nói lên mối tình phụ tử đời đời của Đức Chúa Trời dành cho loài người chúng ta. Còn hình ảnh Đức Chúa Trời yêu chúng ta là mối tình mẫu tử đã nổi bật lên trong câu kinh thánh này. Có đàn bà nào quên cho con bú, không thương con trai ruột mình sao? Dù cho đàn bà có quên con của họ đi nữa, ta là Đức Chúa Trời cũng chẳng bao giờ quên con. Chính Chúa Cứu Thế đã dùng hình ảnh gà mẹ ấp ủ che chở đàn gà con để nói rằng: Ta muốn tập hợp các con như gà mẹ túc con về ấp ủ dưới cánh. Nhân dịp đầu xuân là cơ hội chúng ta nhắc nhở lại công ơn của cha mẹ và nhắc nhở đến tình phụ tử và mẫu tử của các bậc đã sinh thành chúng ta. Chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Tin Lành xin kính chúc quý vị cũng được tận hưởng mối tình phụ tử, mẫu tử kỳ diệu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta qua dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Sứ Điệp Phúc Âm hôm nay, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi đề tài Nếu Không Có Thượng Đế phần thứ hai. Trong kỳ phát thanh tuần rồi, chúng tôi đã trình bày cho quý vị cách thứ nhất, Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta qua lời của Thánh Kinh. Hôm nay kính mời quý vị cùng theo dõi cách thứ hai Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người, ấy là qua dân tộc Do Thái. Chúng tôi xin nhường lời lại cho George McDowell nói như sau: Khoảng 4.000 năm trước đây, Thượng Đế đã gọi một người tên là Abraham, dạy ông phải lìa quê hương, xứ sở nơi ông đang sinh sống và ban cho ông những lời hứa sau đây: Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước, ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả cho người nào rủa sả ngươi, và các chi tộc thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Được trích trong Thánh Kinh Sáng Thế Ký chương 12, câu 2 và câu 3. Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hãy nhướng mắt lên nhìn từ chỗ ngươi cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây, vì cả xứ nào ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Sáng Thế Ký chương 13, câu 14 và 15. Nói khác đi, Thượng Đế đã hứa cho Áp-ram thứ nhất trở nên một dân lớn, thứ hai một danh tiếng lớn, thứ ba
trở nên một nguồn phước cho mọi dân tộc, và thứ tư là mục sứ sẽ thuộc về hậu duệ ông mãi mãi. Và thật vậy, kính thưa quý vị thính giả, nhiều thế kỷ sau khi Thượng Đế hứa những điều này với Abraham, thì một dân lớn đã thành hình đông đến mấy triệu. Họ tiến vào đất hứa dưới quyền lãnh đạo của Môi-se, và Thượng Đế cảnh cáo rằng nếu họ không vâng lời Ngài, thì Ngài sẽ dùng nhiều dân tộc khác đuổi họ ra khỏi xứ ấy. Ngài báo trước rằng họ sẽ bị tan lạc khắp thế giới, làm khách lạ tại các nước mà họ không hề quen biết, và họ sẽ không bao giờ tìm được sự yên nghỉ khi lưu lạc dày đây mai đó. Dù vậy, Thượng Đế vẫn thành tín, Ngài hứa sẽ đưa họ về xứ của họ. Lịch sử đã phán quyết như thế nào? Tuy đã được cảnh báo, dân Do Thái vẫn sa vào tội thờ hình tượng, và họ đã bị đuổi khỏi tổ quốc của mình. Vào năm 606 trước Công Nguyên, vua Babylon là Nebuchadnezzar đã bắt dân Do Thái đày sang Babylon. Đến năm 588 đến 586 trước Công Nguyên, sau một cuộc vây hãm dài ngày, đã tiêu hủy kinh đô Jerusalem cùng đền thờ tại đó. Đó là lần lưu đày thứ nhất. Tuy nhiên, 70 năm sau, vào những năm 537, 536 trước Công Nguyên, Thượng Đế cho phép số người còn lại hồi hương trở về xứ như lời Ngài đã hứa. Lưu đày lần thứ hai vào năm 70 sau Công Nguyên dưới quyền của tướng Thetus người La Mã. Toàn dân Do Thái đã bị đuổi ra khỏi tổ quốc của họ và thành phố Jerusalem đã bị phá hủy tan tành. Suốt gần 1.900 năm, dân Do Thái đã lưu lạc lang thang khắp thế giới như những khách lạ, bị bách hại từ khắp mọi phía. Thảm nạn này lên đến tột đỉnh trong Thế chiến thứ hai, khi 6 triệu người Do Thái bị tàn sát trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Vượt qua bao bất đồng cản trở, quốc gia Do Thái lại hồi sinh vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, và người Do Thái từ khắp bốn phương trời đã trở về xứ của họ. Từ năm 1948, họ vẫn tồn tại qua nhiều tranh chấp khủng khiếp, kể cả chiến tranh 6 ngày năm 1967 và cuộc chiến tranh cho ngày thánh năm 1973. Qua những biến cố vừa kể, người Do Thái đã không hề bị tiêu diệt hay bị mất dân tộc tính. Lịch sử đã chứng minh rằng bất kỳ một dân tộc nào từ bỏ tổ quốc mình ra đi thì chỉ có 5 thế hệ sau sẽ mất đi dân tộc tính, bị cuốn hút vào nền văn hóa mới. Nhưng dân tộc Do Thái thì không. Chẳng những họ còn tồn tại, mà các dân tộc từng bách hại họ như là dân Moab, dân Ammon, dân Edom và nhiều dân tộc khác đã bị tiêu diệt hoặc mất gốc rồi. Có bao giờ quý vị nghe nói một người Thụy Điển gốc Moab chăng? Hay là một người Nga gốc Babylon, một người Đức gốc Edom chăng? Không bao giờ. Các dân tộc ấy đều đã bị nhiều nền văn hóa khác nhau và chủng tộc khác nhau nuốt mất rồi. Hẳn quý vị đã từng nghe nói một người Thụy Điển gốc Do Thái, một người Đức gốc Do Thái hay là một người Mỹ gốc Do Thái chứ? Vâng, điều đó có. Đúng như lời tiên tri, lý lịch của họ đã không hề bị mất đi. Thượng Đế của Kinh Thánh là thành tín. Ngài đã chứng minh cho sự hiện hữu lẫn lòng thành tín của Ngài bằng cách đối xử với dân Do Thái như một dấu hiệu khách quan cho thế giới đều thấy. Nhưng cách thứ ba mà Thượng Đế bày tỏ cho chúng ta rõ ràng hơn, đó là chính Ngài đã đến với chúng ta qua thân xác của con người, qua Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu chính là Thượng Đế đến với con người. Có ai như Ngài đã tự xưng mình là Thượng Đế và đã thách thức nếu không tin lời Ngài thì hãy xem các công việc Ngài làm. Chỉ bởi lời Ngài phán đã khiến cho người bệnh được lành, người què được đi, người câm được nói, người mù được sáng, người chết được sống lại. Ngài đã chứng tỏ uy quyền trên thiên nhiên. Ngài hóa 5 cái bánh, 2 con cá cho hơn 5.000 người ăn. Ngài đã đi bộ trên mặt nước. Ngài quở bão tố khiến phải yên lặng. Ngài chứng tỏ quyền năng trên thế giới vô hình như là đuổi quỷ, trừ tà ma, v.v. Không ai có một cuộc đời đạo hạnh như Chúa Giê-xu. Có lần Ngài đã thách thức những kẻ ghen ghét Ngài vì lòng ganh tị với Ngài rằng: có ai bắt ta thú tội được chăng?
Ngài không phải là hạng đạo đức, xa lánh xã hội, sống đời ở ẩn, nhưng Ngài đã tiếp xúc, đã đến với mọi hạng người và đã biến cải những kẻ cướp, những gái điếm, những kẻ gian ác bóc lột trở nên người hiền lành. Những người khôn ngoan chức trọng cũng xin làm môn đệ của Ngài. Không ai giảng dạy như Chúa Giê-xu. Ngài không cậy uy quyền của ai mà luôn nói bằng uy quyền của chính Ngài. Ngài thường phán rằng, ta bảo, ta phán cùng các ngươi, để dạy người ta cách phải sống. Có ai đã tuyên bố như Ngài rằng, Ngài có quyền tha tội, rằng cuộc đời của mỗi người, số phận của mỗi người, hạnh phúc hay đau khổ trong đời này và cả đời sau, đều tùy thuộc vào người đó có bằng lòng tin thờ Ngài là Thượng Đế hay không? Những lời tự chứng hùng hồn nhất của Ngài chính là sự phục sinh của Ngài. Khi còn sống trên đất này, Ngài đã nói trước Ngài chết bằng cách nào. Sau đó đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại và sự thật đã xảy ra như lời Ngài đã phán. Có ai như Ngài chăng? Không thể cho rằng Chúa Giê-xu chỉ là một nhân vật tưởng tượng hay là huyền thoại. Vì như vậy phải chứng minh hàng trăm hàng ngàn người sống đồng thời với Ngài cũng là những nhân vật huyền thoại. Vì họ đã theo Ngài, tin Ngài, tôn thờ Ngài và nhận biết Ngài là Thượng Đế. Sử sách ghi rõ rằng họ đã có ảnh hưởng lớn trên đế quốc La Mã thời bấy giờ. Họ đã sẵn sàng chết để làm chứng cho nhân vật Giê-xu lịch sử ấy. Và cho đến ngày hôm nay, tiếp nối họ, hàng triệu triệu người, thậm chí hàng tỷ người già trẻ lớn bé thuộc mọi thành phần xã hội của mọi sắc dân trên thế giới đã kinh nghiệm cứu Chúa Giê-xu thực hữu qua cuộc đời của họ và biến cải bởi quyền năng của Ngài, vì Ngài là Chúa hằng sống. Và đừng quên rằng sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Không hề có ai suốt từ thời cổ đại lại có nhiều chứng cứ lịch sử như Chúa Giê-xu. Thưa quý vị thính giả, Chúa Giê-xu đã cho quý vị và tôi biết rằng chúng ta đau khổ vì chúng ta là tạo vật của Thượng Đế nhưng đã sống xa cách Ngài. Chẳng những thế, chúng ta còn sống trong tội lỗi, phạm biết bao nhiêu điều xấu xa gian ác chống nghịch lại Thượng Đế. Ngài là đấng thánh khiết và công chính, cho nên phải hình phạt tội lỗi của chúng ta. Loài người bị hư mất ngay trong bản chất. Những việc làm, tư tưởng, lời nói xấu xa tội lỗi đang hủy hoại cuộc đời của con người. Và vì con người cách xa Thượng Đế, nên con người bất lực, không thể tìm được ý nghĩa, mục đích và giá trị thật cho cuộc sống của mình. Số phận của chúng ta là chết và hư mất. Nhưng Thượng Đế còn là đấng yêu thương, Ngài ghét tội lỗi nhưng rất yêu tội nhân. Ngài không muốn chúng ta phải sống trong khổ đau và chết mất trong tội lỗi. Ngài muốn thay đổi bản chất bại hoại của chúng ta. Ngài muốn chúng ta được sống với Ngài là đấng đã dựng nên chúng ta, đấng cầm quyền cai trị cả vũ trụ, đấng đang cầm giữ sự sống và sự chết của chúng ta. Nhưng con người tội lỗi không thể nào sống chung với đấng thánh được. Chúa Giê-xu đem đến cho chúng ta một tin mừng, ấy là Thượng Đế đã có một giải pháp để hình phạt tội lỗi mà vẫn cứu được tội nhân. Chúa Giê-xu đã đến trần gian tội lỗi này và minh chứng Ngài chính là Thượng Đế. Ngài cho biết mục đích Ngài đến thế gian là để chết cho con người. Sự chết của Ngài chính là hình phạt của đấng thánh đối với tội lỗi con người. Ai bằng lòng tin rằng Ngài chết vì tội của người ấy, Ngài đã chịu thay án phạt của Thượng Đế dành cho tội lỗi của người ấy, thì trước mặt Thượng Đế, người ấy được tha tội, được nhận làm con của Thượng Đế và Thượng Đế ở cùng người ấy. Có thể ví điều này như một quan án công chính đã tuyên án tử hình bị cáo, mà bị cáo ấy chính là con của mình đã phạm tội đáng chết. Sau đó, ông bằng lòng chịu án chết thay cho con. Bằng chính sự sống lại, Ngài đã minh chứng sự chết của Ngài không như sự chết của bao người. Dù chúng ta không thể hiểu hết được, ngay cả khó chấp nhận được, chúng ta cũng phải lựa chọn vâng theo lời Ngài vì Ngài đã minh chứng Ngài chính là Thượng Đế. Cũng như khi chúng ta bệnh, chúng ta vâng lời chỉ dẫn của bác sĩ, phải uống thuốc nào, phải ăn ngủ sinh hoạt ra là sao. Dù chúng ta không hiểu và cũng không muốn uống các thứ thuốc đắng, chúng ta vâng theo vì biết ông ấy là bác sĩ tài giỏi, đã từng chữa lành nhiều người và chính chúng ta cũng muốn được khỏi bệnh. Đó là những lý do khiến chúng ta đồng ý với Pascal rằng giải pháp cho những bế tắc
cho tình trạng khốn cùng của con người chính là chúng ta phải nhận biết Thượng Đế và sống với Đấng đã dựng nên mình. Con người đã tìm kiếm một giải pháp cho mình trong khoa học kỹ thuật, kinh tế, chính trị, giáo dục, triết lý và ngay cả trong những tôn giáo huyền bí mê tín. Tất cả những sự ấy chỉ là sản phẩm của con người và kết quả thực tế ra sao thì đã chứng minh cho chúng ta biết rồi. Một lần nữa, cảm ơn trân trọng đến quý vị đã cho chúng tôi được chia sẻ về kinh nghiệm và sự hiểu biết về Chúa Giê-xu, Đấng đã cứu rỗi chúng tôi, Đấng đã ban cho chúng tôi sự bình an vui thỏa và được hy vọng sống mỗi ngày. Chúng tôi đã kinh nghiệm như sự hiện diện dẫn dắt của Chúa trên cuộc đời. Ngài đã bảo hộ chúng tôi. Quyền năng Ngài đã biến đổi cuộc đời của chúng tôi như là hàng triệu triệu người trên thế giới thật lòng đã tin nhận và kinh nghiệm Ngài. Và chúng tôi cũng tin quả quyết rằng những gì Ngài đã làm cho chúng tôi và hàng triệu triệu người khác thì cũng đang tiếp tục muốn làm trên cuộc đời của quý vị. Hãy bằng lòng tiếp nhận Thượng Đế để Ngài có cơ hội làm các việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trong Chúa Giê-xu cho quý vị. Nếu trong thời giờ này quý vị được sự cảm động của Thiên Chúa và muốn tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì hãy thành tâm thưa với Ngài những lời nội dung như sau. Lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Thượng Đế, là Đấng tạo hóa đã tạo dựng nên loài người chúng con. Hôm nay con thành tâm xin Ngài tha tội cho con vì đã sống cuộc đời từ chối Ngài. Con sống trong tội lỗi, làm nhiều điều xấu xa gian ác chống lại Ngài. Con tin Ngài đến trần gian này chết thay vì tội của con. Xin Ngài nhận con làm con của Ngài và cho con được sống trong tình yêu của Ngài. Con hết lòng cảm tạ Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu. Amen.